Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của truyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Oanh! Phảng phất tiếng nổ, đại lực tiên vương bị nhẹ nhàng nắm đấm đánh bay, cánh tay hắn đau nhức, xương cốt cơ hồ toàn bộ bể nát. Càng kinh khủng chính là một cỗ quỷ dị kình lực xông vào thân thể của hắn. Trên người hắn ba huyệt đột nhiên liền phốc phốc nổ tung, nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Đại lực tiên vương vừa đau vừa hận, nhịn không được lăn lộn trên mặt đất, cọ đầy đất máu. Nhưng hắn rất nhanh liền không còn khí lực, chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, nằm tại cái kia không nhúc nhích, liền liền nói chuyện lực lượng cũng bị mất. Diệp Minh giống xem rác rưởi nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, vốn là muốn giết ngươi, bất quá về sau lại cảm thấy thôi được rồi, ngươi loại phế vật này căn bản không đáng giết. Ta đã phá ngươi một thân công lực, ngươi sau này sẽ là một phế vật, chắc hẳn sẽ không lại phách lối như vậy đi. Đại lực tiên vương thống khổ dâng lên, to con khóc giống đứa bé, phảng phất bị người đoạt đi vật chân quý nhất. Giá trị của hắn ngay tại tu vi bên trên, tu vi không có, so giết hắn tàn khốc hơn. Chung quanh người áo đen kinh hãi, người liền bị dạng này phế đi. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Minh, ánh mắt lập tức liền biến, từng cái cảnh giác vô cùng, dồn dập lui lại, sợ Diệp Minh đột nhiên ra tay với bọn họ. Người thanh niên kia cũng cuối cùng đứng lên, hắn dùng một loại nhìn thẳng vào mắt xem nhìn về phía Diệp Minh, trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, điềm nhiên nói, ngươi cũng đã biết, 39 cục là làm cái gì. Diệp Minh vẻ mặt khinh miệt, hơi có nghe thấy, đơn giản liền là triều đình ưng khuyển. Hỗn đản, ai cho người lá gan, dám dạng này bỏ qua 39 cục. Thanh niên người bước ra một bước, liền có một cỗ âm tà lực lượng đụng tới, khiến cho ở đây tâm linh người chấn động. Diệp Minh nguyên thần vô cùng cường đại, không bị ảnh hưởng chút nào, hắn lắc đầu, thở dài, ngớ ngẩn, ngươi loại thủ đoạn này đối tiểu hài tử vẫn được, dùng tại trên người của ta thôi được rồi. Nói xong, nguyên thần của hắn nhẹ nhàng chấn động. Bây giờ hắn nguyên thần mặc dù không thể vận dụng tại bên ngoài, có thể bản thân uy thế không giảm, thế là nguyên thần khẽ động, lập tức liền phản chấn đối phương tà pháp. Phốc! Thanh niên người thân thể lắc một cái, không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, người một thoáng liền tê liệt ngã xuống đất, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Minh. Chỉ có người trong cuộc hắn mới biết được Diệp Minh vừa rồi phản ứng khủng bố đến mức nào. Diệp Minh phản kích trong nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác toàn bộ thế giới đều hướng hắn linh hồn áp bách tới, còn cho là mình muốn bị ép thành mảnh vỡ. Này loại to lớn áp bách, lực lượng cường đại tương phản, tại hắn ở sâu trong nội tâm lưu lại thật sâu bóng mờ, cả đời đều không thể tiêu trừ. Phản ứng của đối phương lại làm cho Diệp Minh rất thất vọng, hắn vốn định tại nhân tộc trốn cũ gặp được mấy vị cao thủ. Bây giờ xem ra, nơi này chỉ sợ thật vô cùng yếu. Bất quá trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như có thể theo nhân tộc trốn cũ mang một nhóm người trở về Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia tu vi của bọn hắn có thể hay không tăng nhanh như gió đâu. Sẽ không tùy tiện liền có thể tu luyện tới trường sinh cảnh đâu. Ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn trước mắt trước muốn đem 39 cục cái phiền toái này giải quyết hết. Những người khác mắt thấy liên đội trưởng đều trong nháy mắt không địch lại, không khỏi là vừa kinh vừa sợ, dồn dập thối lui, làm càn làm bậy không có một người dám ra tay. Diệp Minh nhấc chân đạp tại người kia mặt hồ ly bên trên, lạnh lùng nói, các ngươi để cho ta tới, ta liền tới, cái kia đã là vô cùng cho các ngươi mặt mũi. Bất quá ngươi hung hăng càn quấy cùng cuồng vọng để cho ta rất khó chịu, 39 cục tại lão tử trong mắt liền là cái rắm, ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Mặt hồ ly toàn thân lạnh cóng, quả thực là không dám cãi lại, bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Minh sát cơ. Trong mắt hắn, Diệp Minh đơn giản liền là thần tồn tại, hắn tuyệt không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng. Nói đi, các ngươi làm sao lại tìm tới ta, tìm mục đích của ta lại là cái gì? Diệp Minh hỏi. Biết thân phận của hắn người ít càng thêm ít, này 39 cục nhanh như vậy liền tìm tới môn bắt lấy hắn. Quả thực để cho người ta kỳ quái, trong đó nhất định có nội tình, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Mặt hồ ly đàng hoàng đáp, là hai đội dài mời chúng ta hỗ trợ, để cho chúng ta tra rõ ràng lai lịch của các ngươi. Hai đội đội trưởng là ai? Diệp Minh hỏi, hắn có thể không biết đối phương. Lâm Uy Thắng. Mặt hồ ly nói, Lâm thị tập đoàn nhị đương gia. Đó không phải là ta tam thúc sao? Lâm Tiểu Nặc cảm thấy giật mình, cơ hồ kêu thành tiếng, hắn lại là 39 cục người. Mặt hồ ly gật đầu, đúng vậy, Lâm Uy Thắng là quyền pháp tông sư, rất sớm đã gia nhập 39 cục, địa vị cùng ta tương đương. Ta là ba đội đội trưởng, hắn là hai đội đội trưởng. Diệp Minh, nói như vậy,
Lâm Uy Thắng nhất định tại trong nhà người sắp xếp cơ sở ngầm, là bằng vào ta chữ nhật vừa mới đến nhà ngươi, hắn liền biết. Lâm Tiểu Nặc cả giận nói, Tam Thúc làm như vậy quá phận. Nàng mặc dù không có kinh nghiệm gì, có thể cũng cảm thấy Lâm Uy Thắng cử động lần này 10 phần đáng giận đáng hận. Diệp Minh, đến mà không trả lễ thì không hay, người ta tìm tới cửa, chúng ta muốn về thăm mới là. Văn Phương con ngươi đảo một vòng, hưng phấn mà hỏi, ý của sư phụ là, chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Cái kia cũng không cần. Diệp Minh trên chân vừa dùng lực, mặt hồ ly lập tức kêu thảm một tiếng, xương cốt bị đạp gãy vài góc, đau nhức không thể cản. Ngươi gọi điện thoại hẹn Lâm Uy Thắng tới, ta muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện chút. Diệp Minh lãnh khốc nói, đừng giở trò gian, bằng không thì ta một cước giẫm chết ngươi, mặc dù làm như vậy sẽ ô uế chân của ta. Mặt hồ ly nào dám không theo, lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra, bấm đối phương điện thoại. Tam ca, ta đã đem người bắt lấy, bằng không ngươi tới một chuyến đi, lại tự mình hỏi một chút. Mặt hồ ly nói láo trình độ rất cao, đối phương mảy may nghe không ra sơ hở. Đầu điện thoại kia Lâm Uy Thắng rõ ràng đồng ý, hắn ân ân vài câu, liền nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn lập tức tới ngay. Mặt hồ ly nói, một bộ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, nơi nào còn có vừa rồi hung hoành. Diệp Minh một cước đem hắn đá văng ra, nói, chúng ta liền đợi đến. Đồng thời hắn cũng làm cho Lâm Tiểu Nặc cho Lâm Uy Dương gọi điện thoại, khiến cho hắn đuổi hướng nơi này. Văn Phương tựa hồ hiểu rõ Diệp Minh muốn làm gì, hắn tại sau lưng thấp giọng nói, sư phụ, thật muốn đắc tội 39 cục sao. Đây chính là quốc gia cơ cấu, bối cảnh thâm hậu A. Đại bá ta mặc dù rất có địa vị, nhưng nếu là huyên náo quá hung, ta sợ hắn cũng không giúp được một tay A. Diệp Minh khinh thường nói, bối cảnh thâm hậu, trong mắt của ta, đều là bầy gà đất chó sành thôi. Văn Phương nuốt nước miếng một cái, không biết nói cái gì cho phải. Chính mình vị sư phụ này đến cùng có thật châu A, tựa hồ không có gì có thể vào hắn chi nhãn, khiến cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ sự tình. Lâm Uy Dương trước chạy tới, thấy chàng diện này bị giật nảy mình, vội vàng hỏi thăm nơi đây đã sinh cái gì. Lâm Tiểu Nặc đơn giản nói chuyện, hắn nhất thời mặt trầm như nước, cả giận nói, lão Tam quá phận. Cũng không lâu lắm, Lâm Uy Thắng cũng mang theo người tới. Hắn mang theo ba người tới, một đôi thanh niên nam nữ cùng một vị trung niên đầu trọc, khí thế đều không kém. Hắn thấy Diệp Minh cùng Lâm Uy Dương một nhà đều tại thời điểm, 10 phần ngoài ý muốn, cau mày hỏi, Hồ Lão Lục, ngươi không phải nói đem người bắt, ta đại ca làm sao tại? Lâm Uy Dương nhịn không được nổi giận nói, lão Tam, ngươi lúc nào thì gia nhập 39 cục? Khó trách ngươi bên người nhiều như vậy giang hồ dị nhân, khó trách ngươi dám đối với ta như vậy. Ngươi thật sự là giỏi tính toán A, ngươi nói, có phải hay không trước kia liền đang mưu đồ Lâm Thị tập đoàn? Thấy Lâm Uy Dương biết mình thân phận, Lâm Uy Thắng dứt khoát vạch mặt, lạnh giọng nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết 39 cục sự tình? Còn nhớ rõ ta khi còn bé học quyền sao? Ngươi cho là ta không làm việc đàng hoàng, xem thường ta. Hắc hắc, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta đã là quyền pháp tông sư, còn bằng này gia nhập 39 cục. Bất quá ta có chút không phục, ngươi cái này tay trói gà không chặt phế vật có tư cách gì trưởng quản chục tỷ tài sản. Cho nên thật lâu trước đó, ta liền quyết định muốn đem Lâm Thị tập đoàn theo trong tay ngươi cướp đi. Bây giờ xem ra, ta chỉ sợ muốn sớm hành động. Lâm Tiểu Nặc cả giận nói, Tam Thúc, ngươi quá vô sỉ, nếu không phải ba ba ngươi sẽ có hôm nay sao? Ngay cả ta đều nhớ, năm đó nếu không phải ba ba ra nhiều tiền như vậy, thỉnh nhiều như vậy nổi danh quyền sư truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể có thành tựu hiện tại, có thể gia nhập 39 cục. Lâm Uy Thắng tựa hồ bị nói đến chỗ đau, cả giận nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đi một bên. Lâm Tiểu Nặc nói, ta lại muốn nói, ngươi không chỉ vô sỉ, Lâm Hoa càng vô sỉ, hắn muốn hại chết ta, may nhờ có Tiểu Diệp cứu giúp, bằng không thì ta đã chết ở trên núi. Lâm Uy Thắng sững sờ, Tiểu Hoa ra tay với ngươi rồi. Cái này tiểu hỗn đản, ta nói sớm không thể gấp, không nghĩ tới vẫn là như thế không giữ được bình tĩnh. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Nặc nghiêm nghị hỏi, Tiểu Hoa đâu? Ngươi bây giờ còn sống, nói rõ Tiểu Hoa không thành công, ngươi đem Tiểu Hoa thế nào? Diệp Minh tiếp lời, rất bình thản mà nói, tự nhiên là giết. Hắn bởi vì ta ảnh hưởng hắn sát hại Tiểu Nặc, thế là ra tay với ta, kết quả là bị nội kình của ta chấn chết rồi. Cái gì? Ngươi giết Tiểu Hoa, khốn kiếp! Nghe xong nhi tử bị giết, Lâm Uy Thắng dù cho lại có lòng dạ, cũng xiển liền cuồng bạo. Hắn hai chân chấn động, như cùng phong phóng tới Diệp Minh, thế mà trực tiếp liền ra tay với Diệp Minh.
mắt nhìn lấy đối phương ra tay. Diệp Minh cảm giác này Lâm Hoa thực lực đã đến võ sĩ giai đoạn, chiến lực đã hết sức khả quan. Đáng tiếc là, hắn đối mặt người là đến từ võ đạo đại lục võ đạo thiên tài Diệp Minh, hai người thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, căn bản không tại một cái cấp bậc. Lâm Uy Thắng người nắm đấm vừa tới Diệp Minh trước người 1 mét, liền bị một tầng trong suốt lồng khí đỡ được, ra thông một tiếng vang thật lớn. Tai nghe răng rắc một tiếng, Lâm Uy Thắng xương ngón tay cùng thủ đoạn đồng thời bẻ gãy. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Diệp Minh có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành vòng bảo hộ, lần này đánh 10 phần ra sức, thụ thương không thể tránh được. Diệp Minh hộ thể cương cháo bị đánh trúng, cái lồng lập tức phát sáng lên, như một đạo thủy tinh bình chướng, mang cho mọi người mãnh liệt thị giác rung động. Hắn đứng đấy bất động, mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Uy Thắng, ngươi quá yếu, ngay cả ta hộ thể cương khí đều không phá nổi, làm sao có thể giết ta? Cái gì? Hộ thể cương khí? Người chung quanh giật nảy cả mình, giống xem quỷ như thần nhìn về phía Diệp Minh. Hộ thể cương khí là trong truyền thuyết mới có thần công, người này thế mà thật hiểu được, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lâm Uy Thắng ôm cánh tay, đau đớn nhường thân thể của hắn nửa co do, hắn mặt tràn đầy oán hận trừng mắt Diệp Minh cùng Lâm Uy Dương, nghiến răng, các ngươi, rất tốt. Lâm Uy Dương lạnh giọng nói, lão tam, thật là ngươi sai xử Lâm Hoa sát hại tiểu nặc sao? Ta chỉ có một đứa con gái như vậy, nàng có thể là ngươi cháu gái ruột à? Ngươi tại sao như vậy nhẫn tâm, dạo này lang tâm cầu phế? Lâm Uy Thắng hừ một tiếng, chất nữ thì sao, cản ta tài lộ sẽ chết. Tiểu nặc vừa chết, sau đó lại giết ngươi, Lâm thị tập đoàn người thừa kế chính là ta. Hiện tại các ngươi chớ đắc ý, các ngươi đối mặt không phải ta Lâm Uy Thắng, mà là toàn bộ 39 cục. Vô luận ta cùng 39 cục ở giữa sẽ xảy ra cái gì, ngươi chỉ sợ đều không thấy được. Nói đến đây, Diệp Minh nhìn Lâm Uy Dương liếc mắt, trưng cầu ý kiến của hắn. Lâm Uy Dương hiểu rõ Diệp Minh ý tứ, hắn giọng căm hận nói, Diệp tiên sinh, ta cùng hắn ở giữa đã không có tình nghĩa huynh đệ, ngươi tự động xử trí là được. Ra bất kỳ hậu quả, ta Lâm gia nguyện một mình gánh chịu. Diệp Minh cười một tiếng, ngươi không cần gánh chịu. Lên. Lúc này, Lâm Uy Thắng đột nhiên ra lệnh, phía sau hắn một đôi thanh niên nam nữ tia chớp ra tay. Nam một trưởng vỗ hướng Diệp Minh bả vai, góc độ xảo trá. Nữ thì từ một bên bắn ra 12 ngọn phi đao, đao đao chí mạng. Hai người này luôn luôn phối hợp công kích, không chê vào đâu được, ít có người có thể né tránh được, coi như Lâm Uy Thắng đều không thể. Nhưng mà, Diệp Minh chẳng qua là sau đó vung lên, tựa như đuổi rùi một dạng, 12 ngọn phi đao liền rơi trên mặt đất. Cái kia thanh niên nam tử, càng là liền hắn góc áo đều không đụng phải, liền cách người mình 1 mét chỗ bị đánh bay, hắn đồng dạng không phá nổi Diệp Minh hộ thể cương kình. Hai người cũng chưa từ bỏ ý định, sau khi hạ xuống đột nhiên móc ra thương đến, cũng nhắm ngay Diệp Minh. Đây không phải bình thường thương, là nhằm vào giang hồ cao nhân thiết kế súng ống, uy lực vô cùng lớn. Cho nên Lâm Uy Thắng lúc này khóe miệng kéo ra một cái lãnh khốc vô cùng nụ cười, hắn cho rằng Diệp Minh tuyệt chạy không khỏi uy lực này to lớn một thương. Nhưng rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng ngắc lại, bởi vì vậy đối thực lực không tệ thanh niên nam nữ, họng súng của bọn hắn còn chưa giơ lên, Diệp Minh liền như quỷ mị đến phía sau bọn họ. Chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ, hai người liền đứng thẳng bất động, phảng phất biến thành tảng đá, chỉ có mồ hôi lạnh trên trán biểu hiện ra bọn hắn là vật sống. Diệp Minh đem hai cây súng cầm vào tay, tay lắp một cái, trong đó một cây thương bên trên linh kiện liền soạt một tiếng rơi lả tả trên đất. Mà trong tay của hắn, nhiều một viên cao bạo đầu đạn. Này liền là của ngươi ỷ vào sao? Hắn nhìn xem Lâm Uy Thắng, khinh miệt hỏi. Lâm Uy Thắng mặt xám như cho, chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, lòng sinh tuyệt vọng cảm giác, không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Minh đem còn lại chi kia thương, chậm rãi nhắm ngay chính mình huyệt thái dương, mỉm cười nói, ngươi muốn dùng nó giết ta, ta liền thử một chút uy lực như thế nào. Nói xong, thế mà bóp vịn kích. Ầm. Một tiếng súng vang, ngọn lửa phun ra nuốt vào, một viên cao xoay tròn đạn xuyên hướng hắn huyệt thái dương. Họng súng khoảng cách huyệt thái dương chỉ có 10cm khoảng cách. Nhưng mà, sau đó liền có cảnh tượng khó tin sinh, đạn tại khoảng cách làn ra khoảng 1cm địa phương ngừng lại, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình chặn. Đạn huyền không, vẫn như cũ cao xoay tròn lấy, có thể cũng không cách nào chui vào. Diệp Minh thậm chí chậm rãi vươn tay, đem cái viên kia đạn nắm trong tay. Oanh! Đạn tại hắn lòng bàn tay nổ tung, toát ra một ánh lửa, xen lẫn thanh yên, to lớn sóng xung kích thầm nghĩ cuồng phong, chấn động đến hiện trường người quần áo bay lượn, lục lục vô ý thức lùi lại. Trong phòng pha lê bị chấn nát, chân mảnh bay lên. Trong bụi mù, bóng mờ tản ra, Diệp Minh như là thần sừng sững hiện trường, hắn không có chút nào tổn hại.
trong tay còn nắm chặt một thanh đồng mảnh, sau đó nhẹ nhàng vung vãi, bay lả tả bay tới trên mặt đất. Hắn mười phần khinh miệt nói, loại đạn này ngay cả ta Long Tơ đều đánh không ngừng, có hay không uy lực lớn một điểm vũ khí. Tất cả mọi người bó tay rồi, nay còn là người sao? Dạng này người, một khi hắn đi đến phản xã, sẽ con đường, chính là toàn bộ xã hội lớn đại tai nạn. Coi như là 39 trong cục đại tướng, đều chưa hẳn đối phó được không? Lâm Uy Thắng phảng phất thấy được quỷ, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, sức người căn bản không có khả năng đi đến loại trình độ này à? Hắn là người tập võ, đối với cơ thể người tiềm năng có không giống bình thường lý giải, căn bản không thể tin được Diệp Minh có thể lợi hại như vậy. Diệp Minh nhìn xem hắn, đã không hứng thú cùng hắn tán gẫu, hắn biểu lộ lãnh khốc, hờ hững nói, tiểu nặc là bằng hữu của ta, ngươi muốn giết nàng, ta liền giết ngươi. Ngưu. Hắn thủ đoạn hất lên, trong tay cái viên kia còn không có nổ tung đạn, dùng so súng ống bắn càng nhanh độ, nhanh chóng bắn về phía Lâm Uy Thắng. Bình thường đạn, có chừng gấp 3 âm, có thể Diệp Minh lấy tay vung ra đạn, ít nhất có được 9 lần âm. Phốc. Lâm Uy Thắng coi như không có có thụ thương đều khó có khả năng tránh đi, chớ đừng nói chi là hắn có thương tích trong người. Đạn không trở ngại chút nào bắn vào mi tâm của hắn, đánh vỡ cái ót tiếp tục bay lượn, sau đó đoạt đến một tiếng đánh vào đối diện vách tường. Lâm Uy Thắng con mắt trợn trừng lên, đến chết không thể tin được đây là sự thật. Ánh mắt hắn bên trong thần thái dần dần tiêu tán, thi thể lắc lư một cái, liền thẳng tắp nện xuống đất, kích thích rối rít bụi bặm. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, lúc này Diệp Minh đối bọn hắn mà nói liền là một cái đáng sợ quái thú, ma quỷ, hoàn toàn không thể chiến thắng. Đặc biệt là cùng Lâm Uy Thắng cùng đi ba người, lúc này toàn thân đều đang run rẩy, bọn hắn thật sâu nắm cúi đầu, không dám cùng Diệp Minh đối mặt. Ta không muốn bại lộ thân phận của mình, dẫn tới nhiều người hơn chú ý, cho nên ta hẳn là nắm toàn bộ các ngươi giết chết. Diệp Minh thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, không ngừng 39 cục người, liền Lâm Tiểu Nặc mấy cái cũng trong lòng giật mình, da đầu tê dại, bọn hắn phảng phất ngửi được nồng đậm mùi máu tanh. Cái kia mặt hồ ly bịch một tiếng liền quỳ xuống đến, cầu khẩn nói, tiền bối, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho chúng ta một lần. Chuyện này, chúng ta đánh chết cũng sẽ không bẩm trên báo. Lâm Uy Thắng là luyện công tẩu hỏa nhập ma chết, sẽ không có người truy xét, thật, tuyệt đối sẽ không. Diệp Minh cười lạnh, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Mặt hồ ly nói, tiền bối thần bí khó lường, đương nhiên là có biện pháp để cho chúng ta nghe lời. Diệp Minh suy nghĩ một chút, nói, nghĩ bất tử cũng được, nhưng từ nay về sau, các ngươi muốn làm tùy tòng của ta. Ta là chủ nhân của các ngươi, mệnh lệnh của ta, các ngươi nhất định phải phục tùng, không được chống lại. Nói xong, hắn co ngón tay bắn liền, mười mấy đạo cương kình bắn ra, phân biệt kích vào những người này một ít khiếu huyệt. 39 cục người dồn dập kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy làn da một hồi nhói nhói, thân thể tựa hồ có chút dị dạng. Trong vòng 3 ngày, các ngươi nhất định phải trở về gặp ta một mặt, do ta cởi ra cấm chế trên người. Như bằng không thì, các ngươi liền sẽ bạo thể mà chết. Diệp Minh quét mắt mọi người, ngữ khí mới lãnh khốc nói, mặt khác sau khi trở về, các ngươi cho ta thật tốt nấu ăn tốt việc nhà. Bởi vì ta sẽ mang các ngươi đi một cái chỗ rất xa, chỉ sợ kiếp này đều không thể trở về. Dĩ nhiên, các ngươi có khả năng lựa chọn mang lên gia đình, hết thảy cần nhờ tự nguyện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết Diệp Minh nói chỗ rất xa đến cùng là nơi nào, tóm lại mỗi người đều hết sức lo lắng. Có thể là không có cách, Diệp Minh quá cường đại, thủ đoạn cũng quá quỷ dị hung mãnh, bọn hắn không dám mạo hiểm phản kháng. Chủ nhân, ta gọi Hồ Sáu An, nguyện ý ra sức châu ngựa. Mặt hồ ly cái thứ nhất quỳ xuống đến, phụng Diệp Minh làm chủ. Những người khác cũng học theo, dồn dập quỳ lại, miệng nói chủ nhân. Rất tốt, các ngươi sẽ giành lấy cuộc sống mới, mở ra chân chính tu hành hành trình. Diệp Minh nói, 3 ngày sau, vẫn ở chỗ này gặp nhau. 39 cục người, tâm tình phức tạp rời đi, chờ đợi bọn hắn chính là không biết thế giới, không biết tiền đồ, mỗi cái nội tâm của người đều rất nặng nề. Đi ra sân nhỏ, Lâm Tiểu Nặc cuối cùng nhịn không được tò mò trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tiểu Diệp, ngươi rốt cuộc là ai à? Diệp Minh cười nói, thế nào, liền ngươi cũng sợ ta? Lâm Tiểu Nặc co rụt đầu lại, quệt miệng nói, không sợ ngươi mới là lạ chứ, ta cảm giác ngươi giết người như giết gà thong dong. Không, so giết gà đều nhẹ nhàng như thường, ta cảm giác ngươi hẳn là giết qua rất nhiều người à? Diệp Minh còn thật không biết nên trả lời như thế nào, tại Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn cái nào thiên không phải chém chém giết giết. Chết ở trên tay hắn kẻ địch không thể đếm hết được, mà lại có thật nhiều đều là cao thủ. Lâm Uy Dương chừng Lâm Tiểu Nặc liếc mắt, trách cứ nàng hồ ngôn loạn ngữ,
Hắn cảm kích nói, Diệp tiên sinh, hôm nay đa tạ ngươi ra tay, lão tam hắn chết chưa hết tội, đến tiếp sau chuyện từ ta xử lý đi. Diệp Minh gật đầu, về sau hẳn là không cần đến ta ra tay rồi, ngày mai ta liền đi kinh đô tìm người. Lâm Uy Dương lập tức nói, ta nhường Tiểu Nặc cùng Diệp tiên sinh cùng đi chứ, ta Lâm gia tại kinh đô cũng tính có chút thế lực, nói không chừng có thể giúp đỡ bề bộn. Diệp Minh cũng muốn bớt chút khí lực, liền hỏi, ngươi nhận ra một cái gọi Lý Nhiễm nữ nhân sao? Nàng có một đứa con gái gọi Lý Nhỏ Thù, ta muốn tìm chính là các nàng mẹ con. Lý Nhiễm. Lâm Uy Dương nhíu mày, nghĩ một lát lại không có gì ấn tượng, lắc đầu nói, ta không nhớ rõ ai kêu Lý Nhiễm. Diệp Minh, gia tộc của nàng ở kinh thành rất có thế lực, là ít có đại gia tộc. Ít có thế lực. Lâm Uy Dương trong lòng hơi động, chẳng lẽ là kinh đô Lý gia sao? Nếu như là lời liền dễ làm, ta lập tức liền có thể phái người dò nghe. Mọi người một bên lên xe, Lâm Uy Dương một bên mệnh lệnh kinh đô cấp dưới đi điều tra Lý gia, xem có phải hay không có một cái gọi là Lý Nhiễm nữ nhân. Kinh đô người bên kia biểu thị, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn ngày mai liền có thể hồi phục. Lần nữa trở lại Lâm gia, Văn Phương lần nữa khẩn cầu Diệp Minh truyền thụ cho hắn công phu. Diệp Minh biết đợi không bao lâu thời gian, quyết định chính thức truyền thụ Văn Phương võ đạo. Hắn truyền thụ rất đơn giản, chẳng qua là nhường Văn Phương giao ra hai tay, sau đó bốn trưởng giao áp, khiến cho hắn cảm thụ cái kia huyền diệu kinh lực biến hóa. Văn Phương tư chất miễn cưỡng có khả năng, hắn dùng nửa cái ban đêm, cuối cùng có thể bắt chước Diệp Minh kinh lực. Diệp Minh lúc này khiến cho hắn tự động suy nghĩ, không nữa hỏi đến. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại mọi người. Văn Phương nếu có bền lòng cùng nghị lực, tối thiểu có thể tu đến võ sư cảnh giới, thậm chí trở thành đại võ sư. Nếu như không dụng tâm, hóa kính liền là cực hạn của hắn. Hừng đông thời điểm, Văn Phương đột nhiên hét lớn, ta thành công. Hắn nhảy lên cao ba thước, thần tình trên mặt hưng phấn vô cùng, vui vẻ bất tận. Diệp Minh nói, vững vàng, tiếp tục cảm thụ kinh lực vận hành. Một phần vạn ngươi đem loại cảm giác này quên mất, trên đời này không ai sẽ dạy ngươi một lần. Văn Phương giật mình, lúc này mới đè xuống trong lòng mừng như điên, tiếp tục động sức lực cùng vận chuyển khí huyết, rất nhanh liền hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ăn điểm tâm thời điểm, Văn Phương cũng không xuống đến, là Lâm Tiểu Nặc cùng Lâm Uy Dương bồi tiếp cùng một chỗ vào ăn. Ăn vào một nửa, có điện thoại gọi tới, kinh đô bên kia cuối cùng có tin tức.